Sáng ngày 28 tháng 5, Ban Tôn giáo tỉnh Nghệ An đã tổ chức hội nghị phổ biến chính sách pháp luật liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo đến gần 200 vị tăng ni tu sĩ và chức việc Phật giáo trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh đã phổ biến 5 chuyên đề bao gồm: quan điểm chính sách của Đảng và nhà nước về tôn giáo, quy định của pháp luật về tình hình quản lý sử dụng đất đai tôn giáo trên địa bàn tỉnh Nghệ An, một số quy định của luật tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn tỉnh, thực trạng việc chấp hành pháp luật của tăng ni Phật tử Nghệ An. Chủ trương biện pháp xử lý các vấn đề tồn tại vướng mắc thông qua hội nghị ban tôn giáo tỉnh đã giải đáp các thắc mắc liên quan đến một số quy định của luật tín ngưỡng tôn giáo và các nghị định số liên quan đến các tôn giáo.